Suka xin mến chào tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay Suka sẽ làm món bánh xèo miền Tây. Và bây giờ là đi ra chợ. Suka mua bột đổ bánh xèo, rau tươi và thịt. Đi mua đồ mà quên đem tiền rồi, chắc ở lại bán trừ luôn quá. Mặc dù là ngày hôm nay có một tin vui nhưng mà lại mừng hụt rồi. Nhưng mà Suka và mẹ vẫn không buồn. Phước ai thì nấy hưởng, nghiệp ai thì nấy mang. Số điện thoại của người đã cố tình phá gia đình của Suka thì mình sẽ để dưới phần bình luận. Suka xin chào mọi người. Rồi đó, cho anh tính Suka nữa rồi. Rồi, bây giờ mua mà đi mua gì đây? Phong mua đồ đổ bánh xèo cái gì? Đổ bánh xèo hả? À? Bữa nay ai đổ? Mẹ con giúp con. Mà Suka có đổ không? Hả? Suka biết đổ không? Chắc biết ăn quá. Rau. Mua gì? Mua tỏi. Tỏi rồi, tỏi vô tỏi. Ớt chanh. Tỏi. Rau sống dưa leo 1 kg. Rau càng ống, rau thơm. Rồi, giá với tiền điện nha. Chị coi chị có vừa nào sẵn. Bà chủ có hết biết được. Bà trái chanh, bà trái ớt. À dạ. Ừ. Bà trái chanh, bà trái ớt. Tôi đọc cái bảo không thần cho chị. Hàng một ký thịt đùi nhớ không? Sao được ớt phải nhiều. Tôi nói bông điên điển là đổ bánh xèo ngon lắm đó nha Suka. Bông điên điển nè, đây có bông điển không? Bông điên điển có không hay gì? Qua đó, quay bà đó luôn phim. Rồi bây giờ lấy đi hồi lấy đi quay quay kỹ nè má. Còn mấy chết lựa cái gì nữa, lựa ớt đi, ớt với dưa leo đi. Dưa leo. Dưa leo rồi. Dưa leo gì mà Suka biết lựa không? Anh em thì Suka biết lựa dưa leo không? Bây giờ mua ký giá nữa ký nè. Một giá hả? Giá ký đi. Ký đi. Ký đi cho nhiều. Ký 10.000. Một cái giá. Nếu thêm 2-3 trái chanh gì nó đi, 2-3 trái không đủ đâu. Tại lần 3 bán. Bữa nay Suka đổ bánh xèo mới ăn nha. Suka đổ chính tay Suka đổ mới được. Cái trái vừa leo gì không xuống gì hết trơn. Anh lộn. Dạ có bán luôn. Gạo với bột giòn. Có không chị? Bột gạo với bột chiên giòn. Có mua luôn đi, mua cái một luôn đi, khỏi đi chỗ này chỗ kia. Có cần người phụ bán không? Suka nó qua phụ bán tiếp chị ơi. Chị gái. Được rồi, ngày bao nhiêu? Không, nói ngày nó lấy rẻ thôi, lấy 30.000 được không? Đi ngày 30.000 hả? Nó đi cắt chị cũng có 30.000 rồi, giờ nó đi qua bán này đi. Được rồi. Dạ rồi, phải không? Vậy ra đó lụm thêm 3 chứ. Bao nhiêu cây leo? Nó lấy 1 ký vừa leo. Anh đưa vô chân là em khỏi đi làm. Lấy thêm mấy trái chanh nữa đi, mấy 3 trái à. Mệt. Này Suka đi chợ mua đồ gì đổ bánh xèo một chút vậy. Coi bà đổ làm sao đây nha. Rồi đứng lại luôn. Okay. Bánh xèo như thế nào đứng lại. Rồi, nhiều quá vậy chị. Quay qua luôn kìa. Kìa đứng rồi, quay kìa. Mở khẩu trang nha. Mở khẩu trang nha. Đây có sao đâu. Rồi đây lại chị. Chạy nó. Tính đi. 2 nhiêu tuổi? Em tính nhỏ. Chạy ha. Vậy hả? Có sao đâu. Rồi sao nữa? Cảm ơn nha. Bạn có Suka hả? Không biết. Không biết hả? Trời ơi. Cậy cậy đi, cho đại. Đúng rồi anh chân á. À, Hoàng Thảo với Lóc Gơ. Suka hả? À, bấm Suka. Cái gõ Suka này nè. Cảm ơn nha bạn. À, cảm ơn chị. Hoàng Thảo với Lóc Gơ. Có sao đâu, cấm nói gì. Bạn vậy trời. Chạy. Ta mới có 15 tuổi với bạn. Mình 34 tuổi rồi. Ba trái chanh lớn luôn. Em. Rồi xong chưa trời, bột gạo với bột giòn gì có vừa nạo sẵn không hay gì? Vừa nạo sẵn thì quên kia. Sẵn đi cho nhiều vô. Có rau nữa nè. Rau càng ống. Kiểm tra lại coi còn thiếu cái gì. Rau thơm. Còn rau, rau đúng rồi. À, bánh xèo ăn loại rau gì đó chị lấy một cái hết đi chị. Giá với điên điển luôn. Lấy đủ loại rau gì bánh xèo nó ngon. Thịt đùi quên nữa. Giá. Đã con. Ê, qua bên đó chị. Từ từ mình mua đây hết đi rồi mình đi qua kia. Đơn giản mà cũng lên câu vòng cổ cho chị ra ba bớt 80% đó. Suka không lên một câu vòng cổ là ba bớt 80% đó. Cái giọng ca nó như năm nay lớn nè. Ê, năm nay em lớn hết cỡ mà em cũng giỏi hết cỡ luôn rồi đó. Hỏi chị ơi, mình cũng có quê đây, mình có theo dõi Suka không? Không. Chưa theo dõi phải không? Sao biết mà không theo dõi vậy? Trời ơi, nó hát như Phương Hằng vậy đó. À, giờ có mà hay lắm. Con ấy nó mới chỉ Suka nó hát như nghệ sĩ Phương Hằng á, hay lắm, lên trong cổ hơi dài á. Dài lắm. Rồi vừa vừa cái gì đây con? Dạ xong rồi chú về, cho con cái bọc bự. Tức là còn cái gì nữa không? Ai bánh xèo. Thêm miếng đi, thêm miếng rau đây, cái đó hơi ít. Rau đó là rau thơm với cải, rồi.
điện thoại kìa. Rồi được rồi, được rồi, nhiêu được rồi. Ấy gì có bột bột bánh xèo bột giòn rồi đó phải không? Với lại cái giá với điện điển chưa có nè. Bữa nay Suka với thịt đùi đổ bánh xèo nha quý vị. Thịt đùi là hết nhiêu tiền rồi chị, coi coi đủ chưa? Vậy sao bữa nay các chị đủ mua đồ không chị? Không, tiền toàn là dành dụm ta cho. Mấy thịt đùi nè chị. Một ký thịt đùi. Nữa gặp bà thịt nữa. Thịt rồi, rồi đó. Rồi bây giờ rồi chị đem lại cho em luôn đi. Em lại đây luôn. Bao nhiêu luôn nè? Một ký thịt đùi. Một ký thịt đùi. Ủa xin chị tăng ký với vậy? Thì mình một ký ăn chung á. Đặng ngày mưa đi làm, ngày nóng đi mặn mà. Ngày nào nó cũng đòi đi làm chứ á. Có 30 ca. Thánh Hằng ơi. Gì đây cho thì, cô chủ quán, cô chủ tiệm nè là rất là nhiều món nha, muốn mua cái gì cũng có. Hết nhiêu tiền rồi gì? 10 đến 20 nè. Dạ, tính đi. 100 ngàn hơn. 15. Hôm nay Suka đãi nha. Mấy anh Hùng với em giống nhau á. Mấy Hùng giống á. Dạ, dạ, bao nhiêu tiền rồi coi. Chó Hùng cho mà. Rồi, có tiền thì mua đi chứ. Rồi, tính hết đi. 35 với 32 này 67. 67 rồi gì nữa. Trời ơi, đem tiền qua lại chú Hùng. Đúng chưa? Đem theo có 250 thôi. 250 mua. 70. Rồi rau đó nhiêu? Chặt mấy rồi? Rau 30 nó làm trăm. Đúng trăm luôn á. Rồi. Yeah. Xong 3 ngày các chị. 3 ngày nữa. 3 ngày có 70 rồi. Đủ chưa chị? Ai giỏi đúng không chị ơi? Cái đây là mua ăn nha. Cô chừng trúng chân hả? Bán cho con một ký giá với một ký điên điển. Không, giá trong đây có rồi. Gọi hả? Điên điển một ký điên điển. Điên điển không à. Cậy đi. Không ăn vậy sao làm sức khỏe mà. Bốn ký không chị? Cực ghê ha. Ăn cho hết nghe. Tính trước luôn nè. Là hết nhiêu tiền như vậy? Có cái nón đội hoài à. Cại đi hỏi mua nhiều đâu, ăn đi cho nhiều. Ủa sao có mấy sức khỏe nhiều đi cái làm nón việc. Của anh Trường tặng đó sao không đổi? Không. Vậy là kỷ niệm ha, để dành kỷ niệm. Cho anh nào đợi cũng được ha. Thôi cũng Suka. Dạ. Là sao? Là sao? Mua nước đá bi. Là hết một mớ hả gì? Rồi mua điên điển rồi còn mua gì nữa không? Coi chụp giấy rồi, còn gì nữa đọc lên. À, nè em nói ký giá này điên điển nè, vừa nạo sẵn vừa chưa nè, vừa vừa phải không? Rồi tiếp vậy nữa. Vừa nè, với lại ba trái chanh, ba trái ớt nè, một bịch bột chiên giòn, thịt rồi. Đùi chưa có nè, tỏi ớt chanh, rau sống, dưa leo, rau càng ống, rau càng thơm, với 5.000 đá bi. Dạ cảm ơn. Và nhiêu tiền rồi chị? 100 ngàn hết tiền luôn nè. Cảm ơn nè. Có thêm nhiêu hả? Sao bớt đi chợ, cái này đâu nhiêu rồi hả? 40-50 chết rồi, chết rồi. Hiếu hả? Tiền Hiếu hả? Vừa nữa, đá nữa. Ê gọi sao Hiếu mà chia cái này rồi không? Hiếu mai mốt đưa không cho mày chơi Hiếu mà quên mất mẹ rồi. Anh nào hết tiền hả? Anh đem có 200 củ rồi. Trời ơi, đi mua mà không thủ chứ. Cắt bớt này hả? Vậy mà cắt bớt hả? Vậy mà. Chị ơi, cắt bớt rồi. Thiếu tiền rồi. Cắt bớt lại tại đây coi, cắt bớt rồi hôm nãy cái vòng như 40 hả? Chút lọ là 70 ngàn. Vừa đó. 10 ngàn vừa thôi, cắt bớt rồi coi. Rồi. Nhiều tổng cộng nhiêu? Cái đó nhiều. Bớt nhỏ lại. Kìa ta kia lấy 40 kìa. Trả 40. Còn nhiêu? 30 à. 40. Chạy đi, chạy đi. Hả? 30 à. Còn vừa 10 ngàn nữa. Thiếu rồi kìa. Thiếu 10 ngàn. Thiếu 10 ngàn đi. Anh có 20 ngàn hết tiền rồi. Rồi rồi, đủ chưa? Vừa nữa. Tức là còn mua gì nữa không? Vừa. Vừa với tỏi. Còn mua gì nè? Suka coi coi giấy coi. Đâu, đọc lại cái số ra, đọc lại coi. Kiểm tra lại coi, đọc đi, đọc lại coi. Cái giá, cái điện điện. Cái đó rồi, xong ok. Vừa nạo sẵn, ba trái chanh, ba trái ớt, một bịch bột, gạo. Ủa nãy giờ mua có kiểm tra chưa? Hả? Tỏi, ớt, chanh, rau sống, dưa leo, rau càng ống, rau càng thơm, 5.000 nước đá. Tỏi mua rồi. Chưa có tỏi. Chưa có tỏi rồi, không có tỏi bằm nữa. Dạ. Tôi bán 20 ngàn chắc.
Bây giờ khỏi nữa là xong. Có tỏi không ơi gì? Cho hai củ tỏi với lại rồi, rồi được rồi, tỏi luôn. Không chết luôn được. Rồi đi quá. Tỏi luôn cho bà, cho bán tỏi luôn. Dạ. Quá trời tí lì rồi. Tí lì không có đường đó đâu nha. Khu phố luôn. À cho đó. Dạ cảm ơn. Rồi, rồi. Gọi gì cảm ơn rồi đó. Rồi, với lại dừa nữa. Rồi, dừa hả? Dừa ở đâu? Dừa ở đâu? Dừa bên đây nè. Dừa nào á? Là còn dừa nữa là xong. Với nước đá nữa kìa. Không có một cái kia quá nặng rồi. Ăn nhiều quá em đâu có eo đâu hả? Trời ơi trời. Nó nói đâu phải heo đâu mà. Ê dừa đây nè. À, dạ, đây là dừa nè. Đâu? Đây kìa. Bốn. Dừa đằng này. Ủa đại bánh xèo mà nó đâu phải heo đâu mà. Ờ. Đó bánh xèo này vừa ở đây, vừa ở đây, bên đây, bên đây. Dừa. Nó nói đâu phải heo đâu mà. Muốn nhiêu? Đổ nào đổ xèo nè. Bán sao, bán sao? 50.000 mua 20 nữa. 60.000 ký mua nhiêu nửa ký á vậy? Nửa ký đây 20.000, 30 gì đó. Lấy 30 đi. Rồi lấy nửa ký đi gái ơi. Nạo sẵn mà không cần dắt nha con, chị dắt luôn. Ta dắt luôn em, về nhà ta dắt không? Ta dắt cho mình luôn. Không mình tự dắt. Dắt hả? Ừ. Như sao mình không dắt sẵn luôn? Ừ. Thì nạo thôi khỏi dắt. Đúng không? Cho ta dắt. Thôi, ta dắt đâu mình dắt. Vậy ha. Vậy là chưa nạo. Trời không, tự dắt bả ra một cái. Vậy là tự dắt phải không? Vậy là mẹ dặn phải không? Mẹ dặn mà. Mẹ dặn phải không? Rồi. Đi vô đó coi người ta nấu dừa kìa. Thôi đi. Cái gì cũng kêu dạy hết hả? Đi vô đó mà hỏi coi người ta nấu dừa sao. Bước vô đó đó. Ê. Coi người ta nấu dừa sao. Chúng ta coi học hỏi nấu dừa nha chú gì. Hôm nay tôi thấy coi Suka nó đổ bánh xèo tôi mới ăn nha. Suka đổ bánh xèo tôi mới ăn. Suka đổ bánh xèo mới ăn hả? Ừ, nó coi Suka làm lắm sao. Bữa nay là không có hỏi mẹ mà bất cứ gì hết trơn, tự làm nha. Làm gì hả? Tăng mà coi nè. Được rồi coi nè. Kìa coi coi kìa. Chưa đang đó. Bắt đầu đang dắt dừa. Đó. Nào dừa, nào dừa. Ê Suka ơi, không mấy giờ mình mở cái tiệm tập quá gì mình bán đi. Làm bà chủ. Không, bà chủ. Em thích làm gì cõi em. Thích làm gì? Cõi cõi nó làm gì hằng ngày cõi nó. Quậy quậy nó nào hả? Ta đang đang nói chuyện Suka nè, ai đang nói chuyện? Em nè. Ừ. Không. Đi nói nào? Đó nè, đây nè. Làm như anh giàu dữ quá cháy ha. Không mà chịu không? Không. Giờ đồ đi cắt kỹ hoài vậy đó hả? Không. Ôi trời ơi. Cắt kỹ ngày 30.000 phái đi làm hoài. Ừ. Bộ phái đi cắt kỹ lắm hả? Dạ. Không mấy món mà đưa ra áo cho em cắt không mấy. Không mấy Suka, đúng rồi. Quậy quá à, dễ đâu hả? Cô Út có nghề bán bánh chuối, mình đi bán chuối đi, mình cũng làm chủ ừ. Rồi. Ừ. Ha, giờ đi bán chuối nha. Không. Em biết mà, em biết gói không hả? Rồi còn gói chứ không bán. Không. Anh Linh ơi, anh Linh trả 30k đây anh Linh ơi. Nó đá nữa đó anh Linh ơi. Mấy chục ngàn. Hồi nãy là một số là 20. Hay đúng. Trả lời 30 luôn nè. Ủa ghê không rồi. Đó. Rồi. Đủ chưa? Trời ơi, trời. Khoanh tay lại. Khoanh tay lại nha. Quá trời. Hát bài nghe Suka. Không. Lên coi cổ rồi. No. Im đặng nó ngay. Không. Kìa em giỏi ghê ha. Suka ơi, Suka. Người ta giỏi nhỏ mà người ta giỏi gì đó. Suka. Nữa đổi ra đổi cái nón với anh nha, anh không. Lấy anh lấy bữa cái nón kia đẹp. Không được vui hơn hôm bữa nón đó, rồi. Cái nón đó là cái này không được vui hơn rồi đấy. Hả? Cái này nó không có vui. Suka. Suka. Dạ. Cái nón đó mấy chục năm rồi. Cái này là cháu em cho. Là bao nhiêu năm rồi? Cháu em cho. Nón đó chắc nón kỷ niệm bảo hành ra nó giữ hoài. Giờ đổi nón nha. 30.000 hết con. 30.000. Rồi, nửa ký 30k. Qua
Rồi, suy nghĩ lại coi bây giờ mua này còn thiếu gì nữa không? Thiếu gì nữa? Mà nó còn thiếu nước đá. Nước đá ngồi về bên kia mua mua sang hết. Có mua cái gì hay là mình là đảo lên đó mình mua ít hành về quậy nước đá uống đi. Buổi trưa này uống hành là gì đó. Trà đường á, để hành á, ngon á. Ở nhà có trà không? Rồi vậy qua bánh mua ít hành đi. Đảo lên đó rồi lại kia về luôn. Hết trái không? Nó giờ lãnh tiền cho Suka. À? Anh đừng hỏi em nữa. Trời ơi. Nó nói bậy vậy, trả tiền nè. Sáng giờ hôm nay là lãnh lương chưa? Không, em chùa. Chùa cho ai? Anh chùa cho nó chứ chùa cho ai? Chùa cho nó. Tiền của mẹ là riêng, còn tiền của nó là riêng nữa. Thôi. Nó là ai? Em. Tiền của em riêng nữa chứ bọn. Và Suka. Ăn mà không chùa không ngủ gì hết. Suka, hôm nay để dành được nhiêu rồi Suka? Vô heo được nhiêu rồi. Không biết mạng của em. Không biết em. Em móc ra hết rồi đó. Trời ơi, để dành mà móc ra. Ê, để tiền đó cứ dòng cái gì mà móc vậy? Không. Không. Để dành tiền móc cưới chồng. Kiếm anh đẹp trai không? Rồi, Suka, Suka. Hôm bữa mà anh Trường xuống đó rồi có để ý chút đỉnh vào. Thì trời. Có phái anh Trường không? Trời ơi, tao tặng cho có nó nè, tao dẫn đi uống trà sữa. Đây đây nè, bác anh nào nè, thách cho em, cảm ơn, xong phiên rồi nha, cảm ơn. Xong phiên, trả tiền cho. Trả tiền rồi chú con. Đi lại đây nè. Qua đây, qua đây, qua đây. Mua ít hạnh về quán đá. Dạ, giờ em đâu nắng quá, mua nước đá thêm. Giờ đi mua nước đá nha. Mua ít hạnh đi, mua ít hạnh đi. Suka ơi. Dạ. Chỗ đó thấy ghẹ bắn quá trời ngon luôn kìa Suka ơi. Đang ăn bánh xèo một con ghẹ. Đây nè, đây nè. Vô đó lựa mít hạnh đi. Trời ơi. Kìa có chồng cho chị hay kìa. Không, em nghĩ rồi chị ơi. Nghĩ rồi đó. 5.000 vậy đi. Chủ ơi, mua thêm mớ hạnh nữa coi. Quá trời. Kìa lấy cái bọc. Suka mua hạnh về làm nước uống. Làm trà đường uống. Nhiêu được chưa? Hả? Thêm đi. Thêm nữa suối hết trơn hả? Nhiêu đó nữa đi. Vậy em hốt luôn nha. Ừ, hốt đi. Hốt đại đi. Được chưa anh? Còn miếng nữa đây, nắm nữa đây rồi, được rồi. Nhiêu được rồi, nhiều lắm rồi. Đi về má rồi, đi. Trả tiền. Đi. Đi rồi, không trả tiền. Đi anh lớn rồi. Rồi cắn khỏi căng đi má. Rồi đi nè. Dạ đi, cảm ơn. Nước đá, còn nước đá. Cảm ơn nước đá nữa vậy. Còn nước đá nữa. Bà đừng có nhăn. Nước đá đâu? Con đói. Còn mấy nước đá đi về bên kia mua. Nhăn, con đói chết. Thì thôi mình chào khán giả đi. Chào khán giả đi, hồi về mình đổi. Chào khán giả. Cắt xèo như thế nào nha. Hai Suka. Dạ. Rồi bye bye đi. Chào khán giả gì đó. Đông hả? Rồi quay qua đây mấy bay nào. Bye bye. Rồi đi má. Đứng gì hoài đi. Rồi đi nè má ơi. Chủ tiệm mới cười chưa.